Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Ngôi làng mang tên người. Lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ gắn liền với công cuộc khẩn quan mở cõi và đấu tranh bảo vệ quê hương xứ sở. Chính vì vậy mà trên vùng đất Nam Bộ nói chung, An Giang nói riêng, còn lưu lại nhiều địa danh, tên làng, tên đất, tên núi, tên sông gắn liền với tên của những người đã có công với dân với nước. Trong đó có ngôi làng và dòng kinh mà ngày nay được mang tên một người phụ nữ là Vĩnh Tế. Hơn 200 năm trước, khi cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa đàn trong, đàn ngoài diễn ra ngày càng ác liệt, rất nhiều cư dân vùng Quảng Nam, Thuận Hóa đã chạy loạn vào phương Nam để xa lánh binh đao, đói khổ, chết chóc, tìm cách định cư, sinh sống lâu dài. Trong đoàn người di cư vào Nam, có gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết mang theo 3 con nhỏ, trong đó có cậu bé Nguyễn Văn Thoại mà sau này là quan thống chế Thoại Ngọc Hầu, đã rời cố hương làng An Hải, Quảng Nam, nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tìm vùng đất yên bình để định cư. Sau nhiều đêm lên đên trên biển, gia đình bà cũng đã dừng chân ở Cù Lao Dài, nằm giữa dòng sông Tiền, nơi đó chỉ cách nhà ông Châu Vĩnh Quy vài trăm mét. Gia đình ông Châu Vĩnh Quy sống lâu năm ở Cù Lao này nên cuộc sống no ấm hơn. Ông có tiếng là đức độ, hiền lành, gia đình ông hay giúp đỡ người sa cơ lỡ giận. Không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua khó khăn buổi đầu, mà ông Châu Vĩnh Quy còn nhận cậu bé Nguyễn Văn Thoại làm học trò. Nguyễn Văn Thoại học ít, hiểu nhiều, nói năng chững chạc. Ông Châu Vĩnh Quy rất vừa ý cậu học trò này. Đến năm 1788, ông Châu Vĩnh Quy đã kết nghĩa thông gia với bà Nguyễn Thị Tuyết, gả người con gái đầu lòng của mình là Châu Thị Tế cho Nguyễn Văn Thoại. Khi 17 tuổi, Nguyễn Văn Thoại gia nhập quân Nguyễn Ánh mà sau này là vua Gia Long. Ông ra sức phò dương dẹp loạn cho đến ngày thống nhất Giang Sơn. Năm 1817, khi về làm trấn thủ Vĩnh Thanh, Thoại Ngọc Hầu đã chọn ngôi làng nhỏ dưới chân núi Sam, ngày nay thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, làm nơi đóng quân, lập châu quận để bảo vệ biên cương, bờ cõi, chống giặc ngoại xâm và khẩn quan vùng đất mới. Lúc đó, nơi này còn quan vắng, rừng thẳm sình lầy, đầy thú dữ rắn độc. Ngoài lập phòng tuyến trấn giữ biên giới, triều đình nhà Nguyễn còn chú trọng đến việc đào kênh, hình thành các tuyến thủy lộ để phát triển nông nghiệp và giao thương. Khác với nhiều người phụ nữ nho giáo ngày xưa, chỉ ở gia đình trao dồi tứ đức, bà Châu Thị Tế thuở ấy đã xuất giá theo chồng ra tận vùng biên cương rừng thiêng nước độc. Bà chấp nhận gian khổ hiểm nguy, đêm ngày cán đáng việc hậu cần dân binh. Những lúc chồng bận việc tuần tra dùng biên ải, bà Châu Thị Tế thay chồng lãnh phần đôn đốc coi ngó việc đào kênh. Ngoài việc quan binh đôn đốc của các cái quan quân và cụ Thoại Ngọc Hầu, thì bà Châu Thị Tế lúc đó đó là cái người hậu phương, lo hậu cần, lo phục vụ an ủi tinh thần của những người làm công để mà thực hiện con kinh cho nó hoàn tất. Thì cái công của bà rất là lớn. Bà là một người rất là đắc lực trong cái việc hỗ trợ đầu kinh về những cái điều kiện mà rất khó khăn lúc đó để cho con kinh được hoàn thành. Cái người mà lao động đầu kinh được đầy đủ sức khỏe cũng như được ăn uống bồi bổ để đáp ứng được cái nhu cầu mà thực hiện con kinh. Bà được mọi người ca tụng là phu nhân hiền đức, người phụ nữ tận tâm, chu toàn, đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp khai quang mở cõi của chồng. Tiếng thơm nhân đức của bà được dân gian truyền tụng rằng: nước Nam gái sắc trai tài, gương bà Châu Thị lưu đời ngàn năm. Thì từ thế kỷ 10 trở đi, khi chúng ta bước vào cái thời kỳ quân chủ phong kiến, cho nên là cái vai trò người phụ nữ trong cái quan niệm chung của xã hội phong kiến phương Đông, phương Tây đều vậy cả thôi, là người ta không trọng nam khinh nữ mà. Cho nên là cái vai trò của người phụ nữ không mấy khi mà được đề cập đến, thậm chí không được đi thi. Cho nên chính trong điều kiện đó chúng ta thấy được là cái việc mà bà Châu Vĩnh Tế, một trong những người phụ nữ của một người đằng sau
của một bậc đại thần của chùa Nguyễn để mà làm cái công việc mở đường, mở mang, khai khẩn. Bà Châu Vĩnh Thế là một trong những cái chỗ dựa rất quan trọng để mà làm được các cái công việc của nhà chúa, của nhà người, nhà triều, của vương triều. Mà cũng không có bà để động viên như thế thì tất cả những người lao động ở trên cái công trường đó thì liệu là như thế nào? Thì có thể nói là công lao của bà không chỉ riêng đối với ông, và có đối với cả tất cả những người lao động đó trong cái giai đoạn của đầu thế kỷ 19 đó. Chính vì vậy, sau khi dòng kinh đã hoàn thành nhằm thưởng công cho quan trấn thủ và ghi nhận công lao của bà Châu Thị Tế thuộc dòng họ Châu Vĩnh, vua Minh Mạng đã đặt tên cho con kinh chiến lược này là Vĩnh Tế. Núi Sam còn được gọi là Vĩnh Tế Sơn, còn ngôi làng dưới chân núi Sam cũng được đặt tên là Vĩnh Tế Thôn. Cái kinh Vĩnh Tế trong cái thời khi ông Thoại Ngọc Hầu đào xong thì được triều đình nhà Nguyễn đặt báo về triều đình, thì triều đình mới là lấy tên bà vợ ông là bà Châu Thị Tế. Nhưng mà bà này là con của ông Châu Vĩnh Quy, tức là cái dòng họ Châu Vĩnh, thì mới lấy cái tên Thị Tế của bà nhưng mà ghép chữ Vĩnh của dòng họ vào để đặt cái tên con kinh cho đẹp là Vĩnh Tế. Tổ chức cái đạo kinh Vĩnh Tế như thế thì có sự tham gia của một lực lượng lớn dân công, và như thế thì là phải có một cái lực lượng hậu cần rất là mạnh. Thì chính bà Châu Thị Tế này là cái người giúp cho chồng chỉ huy cái mảng hậu cần. Do vậy mà con kinh Vĩnh Tế nó được người dân, khi mà vừa đào xong thì người dân đã gọi con kinh đó là con kinh Vĩnh Tế. Sau đó thì ông vua Minh Mạng nghe nói như thế, ông mới chấp nhận và gọi là ông mới đặt tên con kinh Vĩnh Tế luôn. Thế dân người ta gọi trước. À, điều đó chứng tỏ là cái mà nghĩa cử của bà trong cái tổ chức công việc đó, nó cũng rất là nhân từ, thân ái đối với dân công, đối với quân sĩ trong cái việc đào kênh. Khu lăng mộ Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam vẫn còn gìn giữ một bia đá núi Vĩnh Tế do vua đặc biệt ban tên, được phụng đặt tứ danh Vĩnh Tế Sơn Bia Ký, gọi tắt là Bia Vĩnh Tế Sơn. Trải qua hai thế kỷ, nét chữ khắc vào bia đá đã phai mờ. Tuy vậy, trước kia các nhà chép sử đã kịp ghi lại nội dung các văn bia này. Đây là cái bia Vĩnh Tế Sơn. Thì có vào khoảng năm 1825-26 là cái thời kỳ mà sau khi đào kinh Vĩnh Tế đã hoàn thành, ông mới viết lên cái bia gọi là Vĩnh Tế Sơn nhằm để ca ngợi công lao của bà Châu Thị Tế trong công cuộc đào kinh Vĩnh Tế và để lưu niệm cho đời sau. Bia Vĩnh Tế Sơn có đoạn do Thoại Ngọc Hầu soạn, ông đã dành cho phu nhân những lời lẽ tốt đẹp và được dịch nghĩa như sau. Năm trước đây, thần Phụng Mạng xem sóc việc đào kênh Đông Xuyên, vua đã lấy danh tước thần nêu lên bên bờ kênh núi Sập mà đặt tên núi Thoại, tức Thoại Sơn. Đến nay hoàng ân lại xét đến lòng thần, cho là biết tề gia hợp hòa khí, lại hạ cố đến vợ thần là Châu Thị Tế có chút công lao, nên xuống lệnh ban cho tên núi Sam là Vĩnh Tế Sơn và còn đặt tên kênh là Vĩnh Tế Hà. Sau khi kênh Vĩnh Tế hoàn thành, cũng là lúc hai bà vợ của ông qua đời. Bà vợ thứ Trương Thị Miệt mất năm 1821, còn bà vợ chánh Châu Thị Tế mất năm 1826. Ông cho xây dựng sơn lăng dưới chân núi Sam để an táng cho hai bà và cũng để làm nơi an nghỉ của mình. Vĩnh Tế Thôn ngày xưa, ngày nay được chia làm hai khu vực hành chính, đó là phường núi Sam và xã Vĩnh Tế thuộc thành phố Châu Đốc. Trong đó, phường núi Sam là khu vực trọng điểm du lịch của tỉnh, còn xã Vĩnh Tế là một trong những xã nông thôn mới, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều thế hệ nối tiếp và ngày nay, cư dân các thôn làng trên bờ kinh Vĩnh Tế và cả vùng biên cương Tây Nam mãi mãi ghi nhớ và tôn vinh ông bà Thoại Ngọc Hầu và Châu Thị Tế như những bậc công thần.